Em xin kính chào quý cô chú anh chị đã quay trở vào với kênh YouTube của em. Dạ vâng, ngày hôm nay thì em lại lên giới thiệu đến cô chú anh chị nhà mình là ba mẫu bếp ga dòng nội địa Nhật để cô chú anh chị nhà mình vào theo dõi và lựa chọn cho gia đình nhà mình. Đầu buổi báo giá của ngày hôm nay thì em xin kính chúc đến toàn thể cô chú anh chị nhà mình trên mọi miền tổ quốc một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, thành công trong mọi lĩnh vực. Vâng, bây giờ thì em sẽ vào buổi báo giá của ngày hôm nay. Mẫu đầu tiên em gửi lên là một chiếc bếp đến từ thương hiệu Osaka Ga. Cái này thì nó là dòng full chức năng, có hai đồng hồ tách biệt, một đồng hồ hẹn giờ của hai bếp nấu ở trên và đồng hồ hẹn giờ của lò nướng ở dưới. Cả nhà mình thấy một chiếc bếp mà nó có hai đồng hồ tách biệt như thế này thì nó rất là tiện. Khi mà mình nấu ở bên nào thì mình chọn chế độ hẹn giờ bên đó. Cộng là tăng và trừ là giảm. Tối đa của lò nướng ấy thì được 15 phút hẹn giờ, tối thiểu là 1 phút. Còn bên bếp nấu đấy thì tối đa là 90 phút, tối thiểu là 1 phút. Sau khi mà hết thời lượng hẹn giờ thì bếp sẽ tự động tắt lửa và khóa ga. Ở đây thì nó sẽ có những cái chức năng chế độ nấu cơm, nấu nước và nấu cháo. Bên này thì có chế độ là nấu tăng nhiệt độ từ 140 lên 200. Chế độ nấu nước hẹn giờ 5 phút và 10 phút. Phiên ấn 3S bên này là chỉ có chế độ nấu cơm và nấu cháo thôi cả nhà mình nhé. Và bên này thì chế độ là nấu nước hẹn giờ 5 phút và 10 phút. Phiên ấn 3S hỗ trợ khi mà mình chiên rán hoặc là rang đồ khô thì nhà mình chỉ cần ấn vào đây giữ 3 giây. Đấy, để nó lên cái nút đỏ là cảm biến nhiệt của mình ở trên nó sẽ không tắt lửa khi mà mình chiên rán hoặc là rang đồ khô nhé cả nhà mình. Cái này thì thành vách của nó không có một vết chầy xước nào nhé. Không bị cấn móp này, rất là đẹp này. Và những cái cần để mình chỉnh lửa to nhỏ thì nhà mình thấy đấy, nó rất là đẹp nhé. Hình cỏ tim này, rất là đẹp luôn đấy. Vô cùng là đẹp, rất là mát mắt. Không thể chê vào đâu được một chiếc bếp đẹp long lanh như thế này. Ở trong khay nướng, vị nướng thì tất cả là inox, toàn bộ còn mới kinh keng nhé. Cái này nó thuộc dòng 2 tầng lửa của lò nướng cả nhà mình ạ. Bề mặt đằng trên của bếp là mặt kính nhé, mặt kính ô vuông. Đấy, cả nhà mình thấy những cái ô vuông rất là đẹp, màu đen nhé. Bo lửa thì được làm bằng nhôm nguyên khối. Nhôm đã qua sử dụng nhưng độ mới, độ sáng bóng của nó cũng như là cái độ dày của nó đang còn rất là cao nhé. Ở trên bo lửa thì đều có miếng sắt để che chắn dầu mỡ này. Họng bếp thì là dòng họng đúc nhé. Họng đúc thì bao giờ nó cũng bền, chất lượng. Và khi mà bật lửa đấy thì lửa nó sẽ rất là to lửa và xanh lửa. Đấy. Bốn xung quanh thành vách cũng như là bề mặt đường trên của bếp không có một vết chầy xước nào, không rạn nứt nhé. Vuông thành đứng cạnh và chiếc bếp này thì còn mới tới 97% độ mới nhé cả nhà mình. Cái này thì bên em đang bán với giá là 5.600.000 đồng nhé. Bác nào mà ưng mẫu này thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em là 0361487116 cả nhà mình nhé. Trong số tiền này thì đã có bao ship toàn quốc rồi, đồng thời là bảo hành về bếp là 1 năm, hỗ trợ về kỹ thuật bếp là trọn đời và tặng cho mỗi bếp là một đôi pin. Vâng, bây giờ thì em sang cái thứ hai của ngày hôm nay là một em Paloma rất là đẹp này. Hình thức của em này cũng không có chảy xước, không có móp méo ở đâu nhé. Đấy. Và cái này thì nó chỉ chức năng đơn giản thôi, chỉ có phím nhấn như thế này để mình khởi động nguồn lửa. Còn ở trên thì đều đã có tâm cảm biến nhiệt để phòng tránh cháy nổ. Bếp Nhật thì bếp nào cũng có cái tâm cảm biến nhiệt này để đo cái nhiệt độ. Khi nhiệt độ lên ngưỡng 250 độ hoặc là nước sôi trào hay là gió làm tắt đi ngọn lửa thì bếp đều tự động khóa ga và tắt lửa nhé cả nhà mình. Đó là những cái tính năng an toàn của dòng bếp Nhật, không có một chiếc nào là không có. Đấy, rất là an toàn, bảo đảm, hỗ trợ cho mình khi mà mình nấu có quên đi cũng không lo là bị cháy nồi hoặc là cháy thức ăn nữa. Đấy, nó sẽ giúp cho mình một cái sự an toàn cao và lại tiết kiệm được cái lượng ga tới 30-40%. Nó có thêm một cái phần lò nướng như thế này cũng rất là tiện. Khi mà nhà mình không thích ăn đồ chiên rán nữa thì nhà mình có thể cho thức ăn vào đây nướng. Chẳng hạn như là tôm, cua, cá, thịt thì mình đều nướng được. Cái dòng mà một tầng lửa như thế này đấy thì khi mà thức ăn lượt trên nó đã vàng rồi thì mình lại lấy ra lật lượt dưới lên trên. Đấy. Và một tầng lửa thì mình nướng sẽ được ít thức ăn hơn. Bề mặt đằng trên của bếp là mặt men màu đen, bo lửa thì được làm bằng nhôm nguyên khối. Đấy. Bếp của Nhật ấy thì thứ nhất là một là nhôm, hai nữa là đồng nhé cả nhà mình. Ở trên thì đều có miếng sắt để che chắn dầu mỡ nhé.
Nói chung chiếc bếp này thì cũng còn mới tới 95% độ mới nhé. Đấy, độ mới thì còn cao. Hình thức thì rất là đẹp. Hình thức của bếp thì không thể chê vào đâu được. Và cái này thì bên em đang bán với giá là 2.800.000 đồng nhé. Đây, 2.800.000 đồng. Bác nào mà ưng mẫu này thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em nhé. Bây giờ thì em sang cái thứ ba, cũng là cái cuối cùng của ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì em lên giới thiệu đến cô chú anh chị nhà mình là 3 mẫu bếp ga thôi. Còn ở kho nhà em thì còn rất là nhiều, còn những mấy trăm chiếc nữa. Khi mà nhà mình mua bếp ở bên shop em đấy, thì nhà mình đang cần lựa chọn một cái mẫu bếp chẳng hạn như là dòng khác này, thương hiệu khác, thì mình cứ liên hệ vào số điện thoại của em. Em sẽ tư vấn cũng như là em sẽ gửi đến những cái mẫu bếp mà mình cần lựa chọn nhé cả nhà mình. Cái này thì là dòng Zinai phím nhấn này. Cái này nó là đa chức năng, tức là có đồng hồ hẹn giờ của lò nướng, tối đa thì 15 phút, tối thiểu là 1 phút, cộng là tăng, giảm là trừ. Bên này thì nó có chế độ là tăng nhiệt độ từ 160 lên 200. Đấy, để khi mà mình nấu thì mình cần tăng nhiệt độ thì mình chọn vào đây. Cũng có phím ấn 3S, bên này có chế độ là nấu cơm và nấu cháo, nấu nước. Đấy, ở trong khay nướng, vị nướng thì toàn bộ là inox còn mới kinh keng. Nó cũng thuộc dòng 2 tầng lửa của lò nướng. Rất là tiện lợi. Một chiếc bếp men rất là đẹp. Hình thức bên ngoài này. Đấy, độ mới thì cũng còn tới 95-96% độ mới. Bề mặt đằng trên của bếp là mặt men màu đen. Mặt men này rất là dễ lau dọn nhé cả nhà mình. Khi mà mình nấu dây bẩn ra thì mình chỉ cần lấy khăn ướt mình lau qua là sạch thôi. Men của Nhật họ làm này, độ bóng này, độ bóng rất là bóng luôn cả nhà mình nhé. Và bo lửa thì được làm bằng nhôm nguyên khối này. Đó, cả nhà mình thấy này. Hình thức của bếp thì độ mới đang còn cao này. Rất là đẹp. Hình thức thì rất là đẹp. Từ nội thất đường trong cho đến bên ngoài thì độ mới đang còn rất là cao nhé. Cái này thì bên em đang bán với giá là 3.000.000 đồng. Đó. Bác nào mà ưng mẫu này thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em, hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em là 0336148716 cả nhà mình nhé. Số Zalo của em cũng là số này, cũng là 0336148716. Và bây giờ thì em sẽ quay qua cái không gian bếp nhà em thì rất là nhiều. Không phải là có 3 chiếc hay là 30 chiếc mà là 300 chiếc luôn nhé cả nhà mình. Ở đây là trong kho thì nhà em sẽ để ít hơn để có cái nơi cho nhân viên họ làm việc. Còn cái khu vực nhà em để thì ở ngoài, bên ngoài kho nhé cả nhà mình. Đấy, mới về một lô nữa tầm 300 chiếc. Và có những dòng bếp không có lò nướng. Đấy, khi mà cô chú anh chị nhà mình đang cần lựa chọn về một dòng bếp nào thì cứ liên hệ vào số điện thoại của em. Em sẽ tư vấn cũng như là sẽ gửi đến những cái mẫu bếp mà mình cần lựa chọn nhé cả nhà mình. Vâng, đến đây thì em xin được tạm dừng video. Khi cô chú anh chị nhà mình vào theo dõi kênh của em trước khi rời kênh thì cũng mong ủng hộ cho em nút like và nút đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị nhà mình những video tiếp theo ạ.